3 tháng 3 em lên một số cái hàng giò. Sau tô xuân thì em chỉ còn 5 bảng nữa thôi. 5 bảng nữa thôi nhá các bác nhá. Mầm tơ đang lên rất là khỏe. Giò này thì nó nở hoa mất rồi. Đấy, hàng thuần rồi, 5 tô xuân còn có 5 bảng thôi. Bác nào mà có sưu tầm dòng này, dòng này thì cái này em bán rẻ ấy. Hình số 4 150.000 một bảng này thôi nhá các bác nhá. Đấy. Cái này nở hoa rồi. Thi thoảng còn thân này nó chưa nhú mắt này. Thân này còn chưa nhú mắt hoa. Chắc là về vẫn còn được chơi hoa nữa nhưng nó ít hơn thôi. Đấy, một số thân thì mới đang nhú mắt hoa thôi. Đấy. Hình số 4 150.000. Năm tu xuân. Còn mấy bảng nữa hôm nay bán nốt, bác nào mà lấy thì mầm tơ thì nên chi chít thì chi điện nhiều ấy. Hình 3 150.000. Đây. Những cái mầm này là thân hoa nhưng nó chưa ra nụ. Đấy. Hình 3 150.000. Hình 1 cũng 150.000. Một số thân này là chưa ra nhú nụ đâu các bác nhé. Đây này. Nó thân tơ chưa ra nụ. Hình số 1 150.000. Hình số 6 170.000. Cái dòng này to hơn một chút, 170.000. Hình số 6 đây, thân hoa đèn chưa nhú nụ này. Hình số 5 150.000. Đấy, còn 2, 4, 5 bạc vậy. Hình số 5 150.000 các bác nhé. Năm tu xuân. Đây, một số thân nó cũng chưa nhú nụ đâu. Mà giò nào thì mầm tơ gốc cũng đang lên này. Hình số 5 150.000. Đến sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên cái combo này. Một giò sơn thủy tiên này. Cái này là chưa thấy nhú mắt nụ. Mới đang sưng mắt thôi. Nhú nụ muộn. Cộng với một giò kiều tua đang có nụ. Kiều tua nhé, đang có nụ. Sơn thủy tiên thì thuần rồi, kiều tua thì trồng lâu rồi ấy, nhưng mà rễ mới thì nó ít thôi, không có mấy. Đang nhú nụ này. Combo hình số 8 này 200.000. 200.000 combo hình số 8. Kim điệp nhựa đang nhú nụ hàng thuần rồi. 250.000 một chậu. Kim điệp nhựa các bác nhé. 250.000 kim điệp nhựa thì hoa nở rất là bền. Lâu. Hình 20 cũng 250.000, đều đang nhú nụ hết. Tất cả các cái thân này là đều đang có nụ hết đấy các bạn. Đấy. Rất nhiều nụ. Nụ chi chít đấy. Hình số 20 250.000. Hình 23 cũng 250.000. Hình 23 này 250.000 đây nụ đây. Kim điệp nhựa em còn 4 chậu nữa. Hình 21 250.000. Đang nhú nụ hết nhé. U lồi đang nhú nụ đây. Về các bác được chơi hoa u lồi này, hoa nở hơi muộn. Hàng này cũng chưa có thuần đâu. Đang lên mầm tơ đây. 2 4 6 8 mầm tơ đang lên. Hình số 7 này 180.000. 2 4 6 8 9 cái mầm tơ này. Hình số 7 180.000 về được chơi hoa. Chỉ cần một cành này nó nở ra đã nhìn rực rỡ rồi, bông mặt bông u lồi nó to mà. Kiểu tua em còn một giò này nữa cũng đang nụ này, nụ rất là nhiều nha các bác nhé. Đây như con châu chấu này, nó chưa to thôi, nhìn nó chưa rõ lắm. Đây đang nụ về các bác, là chơi hoa kiểu tua. Hình số 24 này 200.000. Kiểu tua này nó thuần nhưng mà gọi là cũng là thuần mới thôi, chứ còn này trồng thì lâu rồi đấy, nhưng mà rễ mới nó ít, nó đâm vào trong giá lớn thôi, ít thôi chứ không có nhiều. Thì trồng về đây đang, cái này nó đang nhú mắt nụ lên này đấy. Hình số 24 200.000. Bảng này rất là dài. Bảng chiều dài 60 đấy. Còn một giò kiều dẹt, thân rất đẹp. Mập đang nhú nụ. Đang nhú nụ hết các bác nhá. Các thân này đều đang nhú nụ này. Đấy. Một này, một bông này. Hai bông này. 3 4 này. 5 này. 6. Hiện tại là em đếm được 6 thân nhú nụ rồi. Còn lại chưa thấy nhú ra. Hình số 16 này 600.000 giò kiều dẹt nhé. Thân dài đẹp. 600.000. Đuôi gà dẹt.
túi gà dè hình 17 200 nghìn. Đang nụ mặt bông nó đây. Mặt đông đùi gà dẹt các bác nhé. Hình 17 200 nghìn. Hình 18 200 nghìn. Hình 18 thì có nụ ít thôi, không có mỗi bông nụ. Không đến nụ mấy. Hình 18 200 nghìn. Hình 19 cũng 200 nghìn. Đấy, mặt bông hoa đây các bác này. Quậy cả giỏ đấy. Hình 19 200 nghìn. Mới cổ sẵn. Long tu xua à quên, Hoàng Phi Hà. Hoàng Phi Hà còn hình số 28 300 nghìn. Đang có nụ đây. Nụ đấy các bác nhé. Nụ xanh xanh này thì mặt hoa sẽ là sạch trắng xanh nhé. Hoàng Phi Hà hình số 28 này 300 nghìn. Hình số 29 cũng 300 nghìn. Hình số 29 nhé, 300 nghìn. Hoàng Phi Hà. Yến Sơn thì tiện à, da báo. Da báo thì hàng trồng ổn định, đang nhú nụ thôi. Chưa thuần đâu ạ, chưa có một tí rễ mới nào. Hàng cây đang cái giò này thì em nhìn thấy hai vòi nụ nhú rồi. Hình số 14 200 nghìn nhé. 200 nghìn da báo. Hình số 15. Hình số 15 em nhìn rõ. Quay thẳng. Hình số 15 280 nghìn. Cái này thì nhú nhỏ nhiều vòi vòi nụ rồi. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, giờ này thấy 8 vòi nụ đang nhú. 280 nghìn các bác nhé. Hầu như cây nào cũng nhú vòi nụ ấy. Có mỗi một cây này là không thấy chưa thấy nhú đâu. 8 vòi nụ đây có, cây vòi này thì to rồi. Hoa ra bám mặt hoa cũng dài, cũng nở cũng bền ấy, nở nâu. Đấy. Quay xa cả giò đi. Chưa có rễ mới đâu nhá, hàng mới ghép ổn định thôi. Cây tươi hồi cây thôi, chưa có rễ, bây giờ nó đang nhú nụ. Bác nào chơi thì lấy về chăm chơi hoa xong là chăm sóc tiếp cho nó thuần. Hình số 15 280 nghìn này, giò ra báo này. Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên hàng này thuần rồi, Sơn Thủy Tiên thuần rồi nhá. Hình số 9 150 nghìn. Nụ chi chít nguyên cái thân này được 3 vòi nụ này. Thân này là 3 vòi nụ. Này, 1 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 thân hoa. Ôi cái giò này à, 9 vòi, trời, 9 cái vòi nụ liền 150 nghìn hình số 9 này nhá. Rất nhiều vòi nụ. 9 vòi nụ mà nở hoa ra thì chắc rực rỡ. Hình số 10, 200 nghìn. Combo một giò kiều dẹt. Kiều dẹt này. Bên này một giò sơn thủy tiên. Kiều dẹt này thì chưa thấy nhú nụ. Một giò kiều dẹt, một giò sơn thủy tiên combo này 200 nghìn nhé. Cái này thì cũng chưa nhìn thấy mắt nụ nhú ra. Không thấy rồi. Đâu? Thấy quanh. Đấy mắt nụ. Đây này. Đây này. À đây có mắt nụ nhú ra rồi. Đấy, hình nhiều thân nó nhú ra muộn ấy. Chưa thấy nhú ra chỉ sưng thôi. Hình số 10 combo kiều dẹt với sơn thủy tiên 200 nghìn. Hình số 13 100 nghìn. 100 nghìn thì xem đếm nào. 1 này, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này. Hiện tại em đếm được 4 cái mắt mắt hoa rồi. 4 vòi hoa nhé. 4 vòi hoa hình này là 100 nghìn. Hình số 13. Đây, những cái thân như thế này là những thân nó lá nó xuống nó vẫn cho ra hoa nhé. Cái này mắt bên trên này vẫn còn này. Đấy. Sơn Thủy Tiên thì năm nay cho ra hoa, sang năm nó vẫn tiếp tục nó cho ra hoa chứ không phải là hết được các bác nhé. Rồi này là 4 mắt hoa, 4 vòi hoa 10 hình như 13 này 100 nghìn. Cái này ai lấy thì ghép đơn thôi chứ một mình nó đi thì hơi phí tiền cước. Tiếp đến hình số 11. Đấy, giò này thì vòi nụ nó nhú lên dài rồi. 200 nghìn. Hình số 11 200 nghìn nhá, giò rất to. Này, 1 vòi này, 2 vòi này, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Hiện tại này 6 cái vòi nhú ra rồi, còn lại những cái mắt kia nó đang sưng. Một số mắt ở các cái thân tơ này nó đang sưng, nó chưa nhú ra nhé. Hình số 11 này 200 nghìn, giả hành rất to, phạt được cái giả hành này. Giả hành cũ của nó mập hết. Hình số 11 200 nghìn.
có một giò sơn thủy tiên trồng ở chậu gỗ này. Hiện tại thì đã có 3 mắt nụ nhú ra, một vòi dài này với lại 2 mắt ở đây. Còn lại những cái thân này là chưa nhú nhé, không phải là không có nhé các bác nhé. Những cái thân này là nó chưa nhú ra đâu, nó mới sưng thôi. Hình số này là hình số 12, 300.000. Quay xa ra cho rõ rồi. 350.000 hình số 12 nhé nhầm. Hình 12 là 350.000. Hôm nay em quay một số mặt hàng thuần ấy. Bác nào mà lấy những dòng nào thì ủng hộ em nhé. Em xin chào, hẹn gặp lại.